Xin chào các bạn. Ngày hôm nay trong clip này thì mình sẽ nói về một chủ đề mà theo mình thấy nó là vừa mới vừa không mới, đó là nói về những từ tiếng Nhật mà trong tiếng Nhật thì có nhưng mà tiếng Việt dịch ra thì lại thấy hơi có vẻ thế nào đó một chút. Và clip ngày hôm nay thì mình sẽ không làm một mình đâu, mà mình sẽ làm cùng với một vị khách rất là đặc biệt. Và các bạn sẽ cùng chờ xem đó là ai nhé. Ok, và đây, bạn ở đây. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nghe bạn ấy giới thiệu bạn là ai nhé. Xin mời. Nhân sự, có chuyện gì qua. Chào Thanh, chào các bạn. À, mình tự xin tự giới thiệu mình là Nghĩa. Chào các bạn. Hôm nay thì được cả Thanh mời tới buổi phỏng vấn hôm nay, thực sự là mình rất là vui. Hy vọng là hôm nay bọn mình sẽ có một buổi nói chuyện thú vị. Nói chuyện thú vị để chia sẻ cho mọi người về tiếng Nhật. Mình thì mình rất yêu tiếng Nhật. Mình cũng thế. Hôm nay thì hai đứa đã bàn nhau xem là trước khi lên clip thì mình sẽ nói về chủ đề gì, đúng không nào? Đó là một cái chủ đề mà thực ra trong quá trình học tiếng Nhật tớ đã nghĩ rất nhiều, đó là có những câu mà mình thấy trong tiếng Nhật có nhưng mà khi mà dùng để dịch sang tiếng Việt thì thấy nó cái từ này dịch có vẻ như này không ưng lắm, đúng không? Chắc là cậu học trong quá trình này cũng có, đúng không? Có. Thực ra thì có rất là nhiều. Mình nghe mình cảm giác nó như kiểu tại sao cái này thậm chí là trong tiếng Việt chả bao giờ sử dụng cả. Đúng rồi. Tiếng Nhật nó lại nhiều như này, mình nghe có một cái gì đó mình cảm thấy là nó gọi là iwakan. Đúng rồi. Tức là mình sẽ cảm thấy nó, thực ra cái này mình nghĩ là xuất phát từ vấn đề sự khác nhau về mặt văn hóa. Nên là ngày hôm nay trong clip đầu tiên, mình hy vọng là sau clip này bọn mình sẽ làm được rất là nhiều những clip, một series dài những clip nói về những từ mà tiếng Nhật có, tiếng Việt không có. Nhưng mà ở clip đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp ba câu. Và câu đầu tiên là câu gì nhỉ? Đầu tiên đó là otsukare sama deshita. Otsukare sama. Otsukare sama desu. Đầu tiên thì mình nghe cái câu này thì mình mới liên tưởng tới vào lúc mà thầy cô giáo dạy cho mình, thì mình nghe thấy nó, tức là cái người mới bắt đầu học tiếng Nhật ấy, thì mình thấy tiếng trong tiếng Nhật thì bình thường. Nhưng mà khi mà mình dịch ra tiếng Việt mình cảm thấy có một gì đấy nó hơi hơi ngượng ngượng mồm. Đúng rồi. Ví dụ cái trường hợp như thế này. Ok. Watta. Giờ otsukare-sama. Otsukare-sama desu. O sakini. Hai. Ja ne. Xong rồi. Ok. Về thôi. Hôm nay cậu đã vất vả rồi. Thôi, tớ về trước nhá. Mày bị điên à? Mày ơi, 5 giờ rồi kìa. Ờ, về đi. Về nhá. Bye bye. Bye bye. Thực ra trong cái từ mà otsukare sama desu hay là otsukare sama deshita này thì chúng ta có thấy từ tsukare là mệt, đúng không? Mệt. Như vừa nãy mình dùng là gì nhỉ? Khi mà tan việc hay là hết việc xong nói với đứa bạn là ôi giời, mày vất vả quá rồi, đúng không? Nhưng mà thực ra tiếng Việt mình không bao giờ nói là bây hai đứa cùng nhau làm chả bao giờ nói là thôi tớ đi về, ôi nghĩa cậu vất vả quá tớ về trước đây, cũng có nói, đúng không? Nên là đấy, đây là một cái từ mà mình thấy là trong tiếng Nhật thì có như vậy, nhưng mà tiếng Việt mình mà dịch ra như thế thì tất nhiên bây giờ học tiếng Nhật quen rồi thì thấy nó cũng bình thường, đúng không? Nhưng mà mình tin chắc là nếu như bạn mà là một người tiếng Việt ấy mà chưa học qua tiếng Nhật, chưa hiểu qua văn hóa Nhật Bản thì chắc chắn là thấy khi mà nói rằng cái câu như này thì thực sự là rất là khó để mà dịch cho chuẩn sang nghĩa tiếng Việt, bởi vì vốn dĩ người Việt mình chả bao giờ nói với nhau như vậy nhỉ? Thậm chí là từ trước giờ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ cái này tiếng Việt thì tớ cũng chưa sử dụng. Thực ra thì cái thời gian mà mới đi làm ở Việt Nam ấy, đứng lên thì nó cũng như trong cái ví dụ vừa rồi, chỉ nói là thôi về thôi, đúng rồi, về nhé tôi chứ không bảo Thanh ơi hôm nay cậu đã vất vả rồi tôi xin phép về trước nhé. Cái gì đấy nó rất là sền sẩm. Đúng không? Tiếp theo, từ số 2 là một từ mình cũng thấy khá là hay đây, đó là từ itadakimasu. Ok, itadakimasu chúng ta nghe rất là nhiều khi mà trước khi ăn cơm, đúng không? Như ví dụ này nhá. Hai, itadakimasu. Con mẹ ăn cơm. Con mẹ ăn cơm. Con mẹ ăn cơm. Con
Rồi, vì sao mình lại lấy cái ví dụ này ra nhỉ? Bây giờ các bạn cùng nhau phân tích một chút nhá. Chúng ta có từ itadakimasu, nó là gì nhỉ? Đó là nhận, khi mà mình nhận cái đồ gì đó từ ai thì mình nói là itadakimasu. Đúng rồi, động từ mà ở bình thường của nó là moraimasu, đúng không? Xin, đúng không? Ví dụ như là mình tới cho cậu cái gì đó thì cậu bảo là itadakimasu, nghĩa như là em xin, đúng không? Thế thì bây giờ bên Nhật họ mời cơm thì họ lại là... Không phải họ mời cơm mà câu nói trước khi ăn cơm là... Nhận là itadakimasu. Còn Việt Nam mình thì không phải là con xin mà con là mời. Đúng rồi, con mời ông ăn cơm, mời bà ăn cơm, mời bố ăn cơm, mời mẹ ăn cơm. Rồi. Đấy. Nhật thì nó lại là con nhận. Ừ. Con nhận. Thì, đúng rồi. Thì cái từ này thì ngày xưa khi mà mình học ở trường đại học á thì mình cũng có được nghe một cái bài nói về ý nghĩa của từ itadakimasu rồi. Nó là cái từ này nó không phải là mời mới như kiểu người Việt Nam mình mời đâu. Tức là cái này là nói về cái lòng biết ơn của người của mình đúng không? Khi mà đối với bố mẹ, những người mà nấu cái món ăn để cho mình này, hay là thậm chí là thể hiện cả cái lòng biết ơn đối với những người mà đã làm ra những cái hạt gạo, rồi những cái con lợn, những con gà để bày được lên thức ăn thành bàn cơm của chúng ta. Tức là ý là từ itadakimasu là thể hiện sự cảm kích của mình đối với những người như thế. Còn người Việt mình thì chỉ có là mời ăn cơm với nhau, đúng không? Không nói quá sâu xa đến cái việc mà nhận, xin nhận từ cái đồ đấy từ người khác. Đúng rồi. Nó khác nhau quá là nhiều. Đấy, đây là khác nhau rồi, đúng không? Thế còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái ví dụ số 3. Số 3. Watta. Gochisousama desu. Gochisousama desu. Mẹ chơi nhá. Cô ơi, cháu gửi tiền. Của cháu 40.000 ạ. Cái này cũng có cái gì đấy nó hơi kỳ. Đúng rồi. Trong văn phòng tiếng Việt cũng khó để mà dịch được, đúng không nào? Thực ra cái này cậu đi ăn nhà hàng Nhật nhiều rồi đúng không? Như cái ví dụ vừa nãy, ăn xong đúng không? Đặc biệt là ăn xong mình đi ra khỏi cửa, trước khi ra khỏi cửa mình quay lại nói với cái cửa hàng hay là nói với cái chủ quán rằng là gochisousama deshita. Ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Cảm ơn vì bữa ăn ngon đúng không? Nhưng mà người Việt của mình bây cậu tưởng tượng cậu đi ra ăn bát bún đậu hay là ăn bát phở xong cậu đi trả tiền xong thanh toán là đi luôn, nhưng có bao giờ nói gì cả. Ít khi mình quay lại mình bảo là ôi thôi chị ơi bát bún ngon quá em cảm ơn chị nhá. Mình ít khi nói vậy đúng không? Thậm chí không bao giờ mình nói thế luôn đấy. Vì tất nhiên là tớ bỏ tiền ra tớ ăn rồi đấy là việc tớ dùng tiền chứ chả có liên quan gì mà cảm ơn người đấy ăn nấu cho tớ cả. Không có một cái gì mà nó có liên quan tới kiểu văn phong ở trong tiếng Nhật cả. Đúng rồi. Thế nên là đây ví dụ như là ba ví dụ ngày hôm nay là ba cái mà bọn mình đã thảo luận với nhau cũng khá là kỹ đúng không? Rằng là thấy bên tiếng Nhật có, bên Việt mình cũng hơi khó hơi không có đúng không? Tớ thì tớ thấy nó khác nhau cũng khá là lớn, đặc biệt trong tiếng Việt. Tớ thậm chí khi mà nói ra từ đấy trong tiếng Nhật tớ thấy nó hơi ngượng mồm, bởi vì trước giờ người Việt mình cái văn hóa nó khác nhau. Còn các bạn thấy thế nào? Nếu mà có cái từ nào mà các bạn cảm thấy là trong tiếng Việt của mình là cái yogen hay là cái cách dùng từ ấy nó rất là thấy nó ngượng nhỉ? Thì nếu mà các bạn có những cái câu hay là cái từ gì đó trong tiếng Nhật thì các bạn cứ comment ở phía dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ đúng không? Chúng ta cùng nhau thảo luận để chia sẻ hiểu hơn về văn hóa của Nhật Bản, văn hóa của đất nước chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn. Bye bye. Chào nè.